Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 7 2022. Tiếp tục lại gói đèn gửi anh em nha. Trước mặt anh em là một cái UFO kim cương, giá 1.130.000. Gửi cho anh Phạm Quốc Thuy, thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hòa. Thôn Xuân Đông, bắt cái đèn. Thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hòa. Đó thì anh Thuy lấy một cái kim cương ha. Thì cái kim cương này hãng nó ghi là 800W, nhưng mà đối với mình thì đèn năng lượng là cái watt không quan trọng nha anh em. Anh em mua hàng anh em đừng quá quan tâm tới watt, tại vì watt nó không có nói được điều gì hết. Mua hàng chúng ta nên quan tâm vào cái độ chất lượng của đèn cũng như là độ sáng của đèn, dựa vào những cái video quay test đèn ha, chứ còn cái watt chỉ là định danh thôi mọi người. Ô kim cương này cấu hình như sau: tấm pin sạc ở dưới đây là tấm 25W, tấm 25W này đấy. Bộ pin lưu trữ bên trong đèn là 25 mAh, bộ pin lưu trữ 25 mAh, và nó có 450 con 5730 ha, và nó được thiết kế cháy nguyên đêm, nó không có nút radar, chỉ có on off auto 3 giờ 5 giờ. Đó thì với cái đèn UFO này, anh em về nhà anh em có thể tái chế thành một cái đèn ốp trần rất là đẹp ha. Còn anh em nào không thích ốp trần thì cứ gắn UFO ngoài trời. Thì anh Thuy ảnh có điện thoại mình, ảnh tâm sự là ảnh có một mảnh vườn khoảng nửa công đất, anh hỏi gắn một cái này được không, thì câu trả lời chắc chắn là không được rồi. Nửa công đất mà gắn một cái đèn này là không bao giờ đủ sáng anh em. Nửa công đất rất là lớn nha, chúng ta nên gắn hai cái đèn này hoặc là ba cái đèn này. Thì ảnh mới phân vân không biết lấy cái đèn này hay là UFO ngàn. Đó thì tùy ý thích của mỗi người, tùy vào cái độ cảm nhận yêu thích đèn của mỗi người thôi. Chứ giờ mình khuyên thì cũng khó khuyên. Cái này và cái ngàn nó đều có cái hay riêng của nó ha. Cái ngàn thì có radar, cái này thì không có radar, cái này cháy sáng nguyên đêm. Tại vì nó có 450 LED mà bộ pin lưu trữ 25 bây giờ là nó sáng nguyên đêm. Và cái này nó đẹp ha. Nó khá là đẹp theo kiểu một cái màn hình kim cương. Đó, đẹp theo kiểu khác, còn cái kia đẹp theo kiểu khác anh em. Đó cho nên là tùy sở thích anh em xem video, muốn thích cái nào lấy cái đó. Chứ mình tư vấn anh em thích cái nào mà sở thích, tư vấn cho anh em mà theo sở thích của mình thì đâu có được. Đó thì mình nhắc lại, tấm pin sạc là 25W, pin lưu trữ 25 bây giờ, 450 con 5730. Giá của nó là 1.130.000, phí ship khoảng vài chục nữa là nó ra thành 1.2 triệu nha anh em. Đó. Thì cái đèn này là đèn của Zidane ha, chính hãng ha. Cái thùng nè mọi người. Đấy. Thùng nè. Cái tem xuất xứ nguồn gốc nó nằm bên đây. Đấy. Anh em về nhà có thể đọc ha, tha hồ đọc. Anh em nào biết tiếng Anh thì đọc càng thuận lợi thêm. Đó, mình đọc thì cũng được đó, nhưng mà thôi anh em về nhà từ từ nghiên cứu nha. Trên cái thùng nó thể hiện rõ cái xuất xứ của đèn rồi. Đó, ở ngoài trước này một cái mặt nạ. Anh em hỏi mình mặt nạ này là chất liệu gì? Thì nó không phải bằng thủy tinh nha, thủy tinh là bể chết luôn á. Cái này là nó bằng miếng PK trong, giống như cái miếng ở đằng trước chiếc xe máy của chúng ta anh em. Ngoài trước chiếc xe của chúng ta có cái đồng hồ á, thì nó cái mặt PK đó giống như mặt PK nè. Nó trong và nó gọi là gì? Là trong vắt luôn nha ha, giống như miếng thủy tinh nha. Đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cho anh em xem. Đó, đèn này của anh Thuy nha, ở Diên Khánh, Khánh Hòa ha. Thì ảnh phân vân giữa những cái đèn UFO với nhau, thì cuối cùng anh chọn cái này về xài thử, mong là ảnh hài lòng rồi sẽ quay lại mua nữa ha. Bây giờ mình bắt nó lên và mình cho anh em thấy cái độ gọi là độ sáng của nó theo kiểu đó. Ok chưa? Đây. Đó, độ sáng của đèn ha. Đó, mình có thể cầm sơ sơ ra đây. Đây. Mình đi cho khuất cái bóng đèn ở nhà mình nó mới cháy nha anh em. Đây, mình pha cho anh em xem nha. Đấy. Này có mình hơi khó cầm nha mọi người. Đấy, mình để đấy ha. Hơi khó cầm một tí ha. Hôm bữa cái đèn này mình đã test ban đêm rồi mọi người. Sáng ok lắm nha. Anh em mua mấy cái đèn này cứ gọi là an tâm nha, mình cầm sơ xài thôi. Cho anh em thấy độ sáng một cách rất là sơ xài thôi. Đây, con Trăng lại cầm giùm con Trăng. Cầm chắc nha, không rớt nè. Đó anh em thấy không? Đây là cái đèn ở trên nè, đang đội ở trên nè.
và nó phủ xuống đất nè anh em. Đây, với một cái ánh sáng như thế này ha. Rất là ok, hợp lý. Đó, đèn của Zinian thì mọi người mua hàng an tâm ha. Không có vấn đề gì xảy ra. Nó rất là hợp lý. Đấy. Ở đây mình đứng về rất là lùng nha mọi người, phải đứng 5 mét nha. 4 mét rưỡi 5 mét thì nó rất là phủ một cái độ sáng rất là lớn nha. Đó. Ok chưa nè. Đấy. Ok ha. Đây mình gọi lên cho anh em thấy nè. Đây một cái mâm LED ha. Một cái mâm LED. Đó. Anh em đam mê nhớ liên hệ Zalo 0766874311 nha. Mình xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những cái video tiếp theo. Mình xem kênh, nhớ cho kênh một cái đăng ký kênh nha anh em, để kênh ngày càng mạnh mẽ hơn ha. Đây mình quay lại cho mọi người xem. Đấy. Rồi cầm đem đẳng đi, cầm cẩn thận nha. Cầm hai tay. Thôi mình xin chào anh em ha, hẹn gặp anh em ở những video lần sau.